Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo. Tại công văn số 1790 ngày 5 tháng 4 năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng giải quyết nhu cầu thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân liên quan đến việc đăng ký giao dịch đảm bảo trong thời gian các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chuyển sang tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch đảm bảo cụ thể như sau. Đối với tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, địa chỉ số 137 quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Đối với cá nhân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các quyện thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An. Trân trọng thông báo các tổ chức cá nhân được biết để thực hiện khi có nhu cầu.